Anh em ơi, hiền quá. Lên cá anh em ơi. Đang bắt nha anh Hiền, để cho chạy đi. Còn mạnh lắm. Thì cứ lo từng nước cho bạn nó cũng cạn à. Rồi, cho em vô đi. Không còn chạy nữa. Đù mà to. To. Ô to. To, đù mà to. To. Em này to nè. Cái cá sông nha. Con này cỡ 5 kg á. Kia không? Cỡ đó. Ở châu. Em này to. 5 kg tới. À, hay quá. Thấy chưa? Đậu má nó phải là hốc em thôi. Quá cành riết cũng được ha thầy. Phải cành riết mà phải hốc em thôi. Để cho nó quằn mệt đi, đừng quắt nó. Rồi, cho nó mệt. Trời ơi, con này hàng 7 luôn. À, con này to lắm. Trên 5 kg. Úi giời. Mẹ con này hơi bị to. Kệ nó cứ cho chạy thì bắt liền. Lưỡi anh lưỡi bự không sao. Ừ. Đi giống như siêu bền mà. Con này to lắm. Xù, em nó lượng kìa. Úi giời ơi. Ôi, nói gì nữa. Trời ơi. Ôi. Chạy hồi nó mệt à. Đúng rồi, chạy hồi là bỏ khi nào nó lạc bụng ha, lạc bụng nó bắt. Rồi. Cho chạy đã. Bác, em qua xuống vô chụp luôn đi, tôi quay phim cho. À. Dễ gì, đụng với nó là xảy liền. Xảy đó. Đụng xảy á. Má rồi. Để cho chạy đi. Con này 60 kg á. Con mạnh lắm. Ù má con này to lắm. Thâu dây bình thường đi. Nó chạy kệ nó, anh cứ thâu đi. À, xử lý đi kìa ơi. To. Xù má. Lên cá nha. Lên cá nha, cây lên cá anh em ơi. Ui ui. À, nó chạy ơi vô nó góc anh. Ngay nó góc đó kì. Có góc vô đó đó. Có góc rồi đó đó. Chỗ đó góc vừa gì mà không có. Ừ, có góc đó. Bụt má giờ nhảy xuống bắt hay sao ta? Từ từ đi, nó không gì. Má là bự. Lo vô đây anh cầm cần xuống chụp cái đuôi. Con này có tầm 7 nha, hàng 7 á. Tới đâu cả 5 kg. Ôi giời. Con này 7 kg, 6 kg á. 7 kg con bắt đầu à. Cầm cái máy đi em coi. Tôi chuẩn chút bay luôn cái cặn nha ba. Máy bắt luôn đi cầm luôn. Ba anh cầm hả? À, còn mạnh lắm, còn mạnh lắm. Đừng ấy, đừng gấp. Bạn con mắt có tự nó gỡ lưỡi đó. Đừng có gấp. Cho nó mệt gấp. Cho nó lên vài pha nữa rồi. Cho nó lọc nước đi. Cá sông mà nôn gì, nó dính vô rồi, nó không xảy được đâu mà lo. Đóng hai lưỡi vô mép mà lại xảy gì nữa xảy. Hai lưỡi cứng khừ rồi. Bao sảy á, chiều khi đứt. Từ từ đi, khi mà nó chạy anh cứ cho nó chạy anh chịu thôi. Rồi bỏ lên quay từ từ đi, khi nào nó chạy anh buông. Kệ nó. Đừng nắm dây sư phụ ơi, lật bụng rồi đó. Rồi kéo vô nhẹ đi, lùi nhẹ đi. Rồi lật bụng rồi đó. Đi. Đó. Từ. Lật bụng rồi. Ôm đuôi nó luôn anh ơi. Quá anh ơi. Ai kỳ ơi. Không có, bu cái đuôi nó là được à. Lũ vô cỏ tiêu à.